Hello, 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 hello. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Gà Cơ Thủ Family. Và đây là kênh YouTube hoàn toàn mới. Hy vọng rằng các bạn có thể yêu thương che chở cho kênh YouTube Gà Cơ Thủ Family và bỏ ra độ khoảng tầm 3 giây giúp mình để có thể ấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha. 3, 2, 1, các bạn đã ấn đăng ký kênh chưa? Căn bản đây là kênh YouTube mới và mình cũng chuyên làm clip về biệt đội trên kênh YouTube này. Cũng hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ mình nha. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh thật là nhiều để có thể ủng hộ mình nha. Ok, quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay. Mình thực hiện theo cầu của rất là nhiều bạn khán giả khi mà hôm trước mình có đọc được comment là anh ơi, anh làm clip về biệt đội team tím đi. Mình ngồi thẫn thờ một lúc rồi mình bắt đầu suy luận ra thì hóa ra là bạn này đang muốn mình làm clip về biệt đội tinh hệ các bạn ạ. Bởi vì biệt đội tinh hệ đem đến cho chúng ta đó chính là một màu tím mộng mơ, một màu tím sang chảnh và quý phái. Đó, tím mộng mơ mà. Đây không phải là màu tím thì là màu gì các bạn ơi. Nếu như các bạn có xem qua về phần loát trận cũng như là phần màn xuất hiện thì những cái bộ trang phục về biệt đội tinh hệ nó có điểm chung với nhau đấy các bạn. Nào, Bizan đi đâu? Bizan rồi, ôi, Bizan lách ghê thật đấy. Bizan công nhận là lạng lách đánh võng ghê quá, né kỹ năng của mình, ui đau thế, đau thế. Thôi, sợ ghê, ui dồi, còn băng cả trụ thế này, mắc này, ảo tưởng băng trụ này à. Cái tội thích băng trụ à. Nào từ từ để mình lừa, sau đó mình thịt nốt kể cả Bizan nhá. Bizan đâu rồi nhỉ? Bizan đây. Ui, phải, chịu ơi. Bizan xử lý đầu tư thêm cả tốc biến khiến cho bản thân của mình cảm thấy quá bất ngờ các bạn ạ. Không kịp trở tay là đây chứ đâu. Nếu như các bạn có xem qua về phần loát trận thì cái khung loát trận của 5 bộ trang phục này nó rất giống nhau. Kể cả màn xuất hiện thì cái màu sắc cũng rất giống nhau. Biệt đội tinh hệ nhuộm tím bản đồ. Sẽ có những thành viên như sau, mình sẽ trình bày giới thiệu cho tất cả các bạn nha. Trước tiên là team mình đang chơi Dancy trong bộ trang phục đồ đốc tinh hệ. Ngoài ra team mình còn có Zata sứ giả tinh hệ, Seniel tổng lãnh tinh hệ, Veret gián điệp tinh hệ và Florentino giám sát tinh hệ. Cái biệt đội này nó rất đẹp, đẹp đến từ màu sắc, đẹp đẹp đến từ khung loát trận và đẹp đến từ tên gọi của từng bộ trang phục cơ. Bởi vì tên gọi của nó là toàn liên quan tới tinh hệ thôi. Đấy, trang phục nào cũng tên là tinh hệ cả. Đồng tê. Sao team địch lại tập trung đông thế này, làm sao mình dồn đam mình giết được đây? Quá khó các bạn ạ. Công nhận đấy, team địch là có rất nhiều các vị tướng có thể áp sát được. Ví dụ như team địch là có, hình như là team địch đang chơi theo chen hay sao các bạn ạ. Bizan mình thấy trận đấu này quen lắm. Đội hình team địch quen lắm. Bizan mắc Xenel rồi ê lên. Đó, rất là quen. Không biết có phải gặp idol top hay không. Nhưng mà thôi kệ, cứ hỗ trợ đấy. Hỗ trợ là một niềm vui mà thật ra thì mình cũng ăn được cái mạng thứ hai. Nhưng mà team mình, ôi trời ơi, team mình đánh kìa. Ôi giời ơi, thế này thì đỡ làm sao được. Còn mình lẫn cả Zata không còn quá nhiều máu. Zata cẩn thận nha, Zata nha. Ê lên kìa, quá phí các bạn ạ. Mình có chiêu cuối đây rồi. Để đặt chiêu cuối vào. Ôi giời ơi, xịt mất. Đặt chiêu cuối phát đấy mà chúng được và Erin vậy tuyệt vời không. Ôi Bizan thật toàn rồi, Bizan nó đuổi. Ôi ôi, thôi, Bizan ơi. Căng quá. Mình đã đầu tư cả tốc biến để chạy rồi mà ai ngờ nó vẫn thịt được mình kìa. Hai đều, ăn hai chết hai mất rồi còn đâu. Trận đấu này mình thấy qua team địch đánh cực kỳ hay nha. Màn kết hợp, như các bạn biết thì Mark, nếu như mà Elen sử dụng chiêu cuối để ghim vào Mark, sau đó Mark ulti vào chỗ mình, ulti vào team mình ấy, thì đấy cũng là một màn kết hợp rất là đặc biệt. Ngoài ra team địch còn có thêm cả Bizan lái Erin tới giao tranh, Xenel đứng từ xa kích quạt chiêu cuối tiếp cận giao tranh. Team địch mà combat tổng ấy thì thật sự rất đẹp luôn. Thế là mình đang đề cao vào team địch khá nhiều. Nhưng mà các bạn quan sát qua team địch đánh cũng hay ấy, chứ đâu phải là đánh dở đâu.
Trận đấu này team mình vẫn chưa thể nào nhuộm tím được bản đồ nha. Để mà nhuộm tím thì phải đạt thời điểm cuối trận đấu, giai đoạn giữa và cuối trận đấu. Bởi vì khi mà giai đoạn giữa và cuối trận đấu thì biệt đội tinh hệ đi chung với nhau, các bạn sẽ nhìn thấy qua một loạt hiệu ứng kỹ năng liên quan tới màu tím. Ấy, Bizan kìa, ui dồi nó lái, ui dồi lạng lách, ui dồi sợ thật. Lạng lách đánh vong dã man thật. What the hell? Mà bây giờ hình như là Flo team mình bị ghim rồi thì phải. Đúng như mình đã dự đoán các bạn ạ, Flo bị ghim rồi. Và bây giờ mình chạy xuống đường dưới là quá muộn nha. Vậy nên mình sẽ tạm thời làm sao ép đường giữa cũng được. Chứ còn bây giờ để cho mình chạy xuống đường dưới chỉ có nhặt xác đồng đội mà thôi. 62 thì mình đang ăn gấp đôi mạng so với team mình thế này. Có Senel nhá. Mà Senel thì bạn ấy không dám vào đây rồi. Ép luôn cái trụ đường giữa đi. Công nhận ấy, mình phải khẳng định với các bạn hiện tại sức mạnh Dancy nó yếu quá đi. Mình chơi Dancy mình cũng cảm giác nó rất yếu bởi vì cái lượng sát thương gây ra không quá lớn luôn các bạn ạ. Và không có sự đột biến. Đấy là lý do tại sao hiện tại là các bạn thấy là qua là Dancy ít khi xuất hiện trong những trận đấu danh. Này, thịt luôn Erin này. Erin bốc hơi. Thôi nào. Ui giời, rất làm sao được mình. Ôi, tình hình này là mình cũng không nên ở lại giao tranh bởi vì team địch nào có mắc. Thôi mình về đấy các bạn ơi. Yếu máu mà ở lại mắc nó ulti nó tiêu diệt lúc nào không biết đâu. Vì tướng Dancy của chúng ta hiện tại ít khi xuất hiện trong những trận đấu quá. Đây là lý do tại vì sao mà vị tướng này được boost sức mạnh nha. Thông tin boost sức mạnh thì mình cũng đã đưa đến cho mọi người ở kênh chính rồi. Còn nếu như anh em ở kênh phụ mà chưa xem thì mình sẽ đưa đến cho mọi người luôn. Veret thì mình đang quẩy khá tốt đấy các bạn. Ôi, Veret quay xích cũng ghê gớm ra phết. Triple kill. Căng 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 căng. Ui, căng nhá, qua ra kill. Ui giời. Cuối cùng là cũng đã xuất hiện ra thành phần gánh team rồi các bạn ạ. Mình đang lo trận đấu này mình không gánh được đồng đội. Mà đồng đội của mình đánh hay. Đánh quá hay. Đây, đồng đội đang phải gánh mình đây. Bởi vì hiện tại các bạn có thể quan sát qua KDA của mình đang rất là kém. 2-2-3. Đấy, trận đấu này mình không ăn được quá nhiều đâu. Đến thời điểm hiện tại cũng hơi bị buồn. Không ăn được nhiều mạng này, cũng không hỗ trợ được nhiều này. Thôi thì bây giờ mình sẽ trình bày cho người về sự thay đổi của vị tướng Dancy nha mọi người. Nhưng mà từ từ đã. Ngoánh nhau như thế này thiếu mình là không được rồi. Ấy, các bạn đã nhìn thấy qua một màu tím mộng mơ chưa? Toàn tím là tím thôi, cho mình xin một mạng. Trời ơi, sao toàn hỗ trợ thế này. Thôi thì nốt thanh niên Senel này đi. VNF team mình đang quẩy rất tốt các bạn ạ. Để mình đặt chiêu 2 ra đằng sau tường nè. Ôi dồi ôi, định hack não mà anh ngờ nó lại lách ra. Nó không nhảy đúng cái chiêu 2 của mình chứ. Hay quá, quét sạch team địch luôn. Và đây sẽ là cơ hội để team mình lấy được đường lính xung cấp. Tính ra VNF trận đấu ngày hôm nay đánh khá tốt các bạn ạ. Gián điệp tinh hệ chứ. Ok, một đường lính xung cấp này có thành công rồi. Về nội tại của vị tướng Dancy có sự thay đổi như sau. Loại bỏ đi cơ chế sau khi thoát giao tranh, lực lượng thứ nguyên sẽ giảm dần. Bây giờ ấy, lực lượng thứ nguyên sẽ tồn tại vĩnh viễn nếu như các bạn thoát khỏi trạng thái giao tranh. Lực lượng thứ nguyên là gì? Các bạn có thể quan sát qua bên dưới vạch mana của vị tướng Dancy sẽ có vạch đỏ. Thường thường khi mà các bạn tham gia giao tranh, các bạn đánh xong thì nó sẽ cộng cái vạch đỏ đấy để các bạn có thể tích lực nội tại nhanh. Và khi mà các bạn thoát khỏi giao tranh thì cái vạch đỏ nó sẽ bị tụt dần và mất. Nhưng mà trong phiên bản sắp tới thì cái vạch đỏ đấy các bạn tích được bao nhiêu, các bạn thoát khỏi giao tranh thì các bạn vẫn được giữ nguyên nha, nó sẽ không bị mất dần đâu. Đấy là cái điểm lợi. Ngoài ra chưa một hiệu ứng không thể ghim bản thân, cái này loại bỏ rồi nha. Không chỉ thế, chiêu 3 có sự thay đổi cực kỳ lớn. Chiêu 3 là trả lại sức mạnh giống như ngày xưa, cái ngày đầu vị tướng Dancy mới ra mắt đấy các bạn ạ. Đây rồi, mắc đây rồi. Đi mắc bốc cười rồi lại hỗ trợ. Chết giờ rồi, hỗ trợ 6 rồi, khó ăn mạng ghê. Thôi để mình thịt tạm Erin xem sao. Thịt tạm Erin, Erin đây, rồi một chỉ một mạng. Mãi mới có cơ hội để một chỉ một mạng. Chiêu 3 cụ thể trước khi thay đổi cần ít nhất một mục tiêu để có thể dịch chuyển. Và sau khi thay đổi thì các bạn có thể tự do dịch chuyển mà không cần trúng mục tiêu. Đấy là được trả lại sức mạnh giống như ngày xưa rồi. Kể cả bây giờ trong phiên bản sắp tới các bạn kích hoạt chiêu 3 vào không khí đi chăng nữa, các bạn vẫn có thể dịch chuyển được nha. Đấy, không cần phải trúng mục tiêu đâu. Đấy là sự thay đổi của vị tướng Dancy. Còn bây giờ mình sẽ vét thử xem. Có mạng của Bizan đây rồi. 5 mạng, tích tiểu đánh đại thôi. Lúc đầu không ăn được thì bây giờ ăn mạng từ từ nha. Ăn mạng từ từ, tiếp tục đặt chiêu cuối ra này. Đẹp chưa? Quay lại đây bạn ơi, kiếm luôn 200 vàng tiếp, 6 mạng double kill. Đấy, bắt đầu ăn được mạng rồi. Nhưng bây giờ hết lính rồi. Hết lính thì tạm thời thì mình sẽ cần đánh thấp xuống một chút. Cái biệt đội tinh nghệ này mình chỉ phàn nàn đúng một điều thôi. Đó chính là
biệt đội tinh nhuệ không có bộ trang phục nào thay đổi hậu biến về. 4 bộ trang phục là bậc S hữu hạn, còn 1 bộ trang phục Zata sứ giả tinh hệ là bộ trang phục bậc S cộng hữu hạn, không có bộ trang phục nào là SS để có thể có hiệu biến về. Hơi bị buồn nha. Ơ kìa Mark à, vào đây Mark ơi, đặt chiêu hai đến chân nè Mark. Úi dồi ôi, đứng ở đằng xa thôi, sau đó mình tung chiêu vào để xem nào. Mark Booker truyền thuyết 7 màng. Ấy, bắt đầu là team mình kiểm soát được hơn rồi, kiếm màng tiếp 8 màng. Bây giờ chỉ có đi nhặt mạng thôi, giai đoạn này bắt đầu mình lết game rồi nha. Đầu game thì mình không ăn được nhiều mạng, nhưng bây giờ khi mà có đồ rồi, có đồ rồi thì nó phải khác chứ các bạn ơi. Team địch căn bản nó có cả hóa giải, thì lắm khi mình đặt chiêu cuối ra nó có thể hóa giải không chế được. Từ từ sắp có chiêu cuối rồi nha. Dình có chiêu cuối mình kích hoạt ra. Nào bây giờ kích hoạt chiêu cuối thử xem. Đó. Rồi sao bị hóa giải rồi. Xenel vừa xong kích hoạt cái trang bị hóa giải, thế là chiêu cuối của mình công cốc luôn. Bên kia thì cũng có Xenel luôn. Lúc đầu team mình ăn 6, team địch ăn 12, nhưng bây giờ team mình ăn 24, team địch ăn 16. Thời thế thời là đấy các bạn ạ. Đánh đến cuối game khi mà team biệt đội tinh nghệ đoàn kết với nhau là có thể là ép được team địch ngay. Trời ơi, vừa mới khen được một câu thì đồng đội lại nằm xuống rồi ạ. Chết dở. Giờ team mình chỉ còn 3 người thôi. Mà 3 người thích giao tranh cũng được. Giao tranh trong góc hẹp, kích quạt chiêu cuối thì rất là đẹp các bạn ạ. Đây, kích quạt chiêu cuối đặt chiêu ai tới chân, nhìn đây nó. Ui dồi ôi, 3 mạng. 3 mạng ngọt sớt. Quá đẹp, triple kill. Cái góc hẹp như vậy thì, và đặc biệt là team địch là không có hóa giải, chắc là hóa giải chưa kịp hồi. Xenel chắc là hóa giải chưa kịp hồi. Làm phát được 3 mạng ngọt sớt, bây giờ quất nốt Xenel đi. Quất được Xenel thì mới có thể kết thúc được trận đấu. Quay lại đây bạn ơi. Ôi dồi ôi, mình combo lỗi rồi, combo hơi sớm. Xenel còn chút máu này. Xenel hy sinh, mỗi tuần nó dọn xong lính rồi và câu kéo cho team địch bắt đầu hồi sinh dần ra. Ok, bây giờ mình mới được 12 mạng. Đầu game bị ăn hành bao nhiêu, bây giờ mình trả lại tất cả nha. Mục tiêu của mình chắc chắn vẫn sẽ là Erin. Lúc nào phải ngắm Erin, Erin làm sao kìa. Chiêu cuối có đây, kích hoạt chiêu cuối, đặt chiêu hai tới chân và sau đó lao vào. Ui sởi ơi, lại đôi mạng tiếp, 14 mạng. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Biệt đội tinh hệ giành được chiến thắng. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý giá theo dõi clip của mình nha. Còn bây giờ bye bye người, bye bye.